Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do Thì ngày hôm nay như thường lệ em xin phép được làm một video để đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường Ở trong phiên ngày hôm nay để từ đó đưa ra cho anh chị những góc nhìn về thị trường ở trong những phiên sau tuần tới Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em Thì hiện tại nếu anh chị nào đang xem video của em đừng quên nhấn like video này Subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký ở bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ là zalo và số điện thoại thì nếu chị nào có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng tại vbs có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ tư vấn về danh mục đầu tư cũng như là cổ phiếu đặc biệt là sau cái đoạn mà thị trường rung lắc vừa rồi chúng ta đang có những cái mức lỗ tương đối cần được cơ cấu danh mục thì có thể là nhắn tin cho em để được hỗ trợ cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em ha rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. À, thì nếu anh chị nào có xem video ngày hôm qua của em à, thì em có nói với anh chị cái việc mà thị trường giảm buổi chiều ngày hôm qua à, nó vẫn là đang nằm trong cái quá trình à, để thị trường có thể hình thành được cái vùng đáy. À, đặc biệt là bốn cái giai đoạn tạo đáy mà trước đó chúng ta đã theo dõi. À, cái nhịp cao trà đầu tiên à, Vindex nó đã đưa chỉ số về cái mức đâu đó khoảng tầm là 1006. À, đây là cái mốc tương đương với cái hỗ trợ. À, tâm lý 1.100 điểm à, cũng như là cái đường em 200 à, nên cái lực cầu đã bắt đầu tham gia quanh cái vùng này à, và sau cái phiên giảm điểm ngày hôm qua nó có thể đóng vai trò là một cái nhịp quay về kiểm định lại cái vùng hộ à, cái vùng hỗ trợ đó à, khi mà cái mức thấp nhất ở trong phiên à, nó chạm về cái ngưỡng là 1112 và thậm chí là ở trong phiên ngày hôm nay à, thì Vini có những thời điểm đã chạm về rất sát cái mốc đáy cũ trước đó à, ngày hôm nay cái điểm thấp nhất mà Vindex chúng ta, ta chạm về đó chính là một cái ngưỡng 1.107 à, điểm. À, thì đây là một trong những cái động thái cho thấy rằng là cái lượng cung nó đã suy giảm đi tương đối là nhiều à, thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích à, bóc tách à, liệu rằng vindex chúng ta đã hình thành được cái vùng đáy hay chưa và nếu mà nó có tạo đáy đi chăng nữa thì cái vùng kỳ vọng kế tiếp của nó à, là sẽ là cái vùng nào à, là một nghìn hai trăm năm mươi hay một nghìn ba trăm hay là những cái vùng thấp hơn thì một tí nữa mình sẽ bàn luận sâu hơn ha rồi, thì tổng thể Vindex ngày hôm nay chúng ta, chúng ta đóng cửa được ở cái mức là 1128,54 điểm, tương đương với mức tăng là 1,32%. À, thanh khoản đã có sự cải thiện trở lại, đây là một cái điều rất quan trọng. À, rất là nhiều anh chị sáng ngày hôm nay có hỏi em là liệu rằng thanh khoản buổi sáng linh sinh thấp như thế nó có tốt hay không? À, thì hầu hết như anh chị em đều trả lời, à, đó chính là việc thị trường chúng ta dằn co vào buổi sáng, à, nó đa phần là với tâm lý nhà đầu tư đều muốn chờ đợi à, xem là buổi chiều cái diễn biến nó sẽ như thế nào. À, nên đó lý do vì sao mà thanh khoản đa phần là thấp à, vào buổi sáng à, Nhưng mà cái động thái nó chấp nhận ăn lại cái lượng cung lên quanh cái vùng hỗ trợ là sáu đó Thì nó cho thấy rằng ở cái phiên tăng đầu tiên đó tức là nôm na ngày hôm nay là phiên hàng về đúng không à, Ngày hôm nay là phiên hàng về của cái nhịp bắt đáy đầu tiên đó à, Nhưng mà nó vẫn cho những nhà đầu tư bắt đáy à, có một cái giá tốt để bán ra Thì tức là có thể cái giá bắt ngày hôm đó à, cái nhịp cao trào ngày hôm đó À, cái lượng bắt đáy nó một phần là có tạo lập thị trường tức là có một cái lượng cầu chủ đích hấp tụ ở ngày hôm đó à, nên ngày hôm nay khi mà hàng về nó không muốn cái vị thế đó lộ à, và nó kéo vào buổi chiều à, ngày hôm nay à, thì đó là cái điểm đầu tiên mình nhìn thấy được ha thì ở trong vn30 à, chúng ta có 26 mã tăng à, so với một mã giảm và trên toàn thị trường thì chúng ta có 372 mã tăng à, so với 118 mã giảm à, Như anh chị hỏi em rằng phiên ngày hôm nay có được coi là cái phiên bùng nổ thời đại hay chưa à, Thì thực ra là chưa Anh chị phải hiểu được bản chất của một phiên bùng nổ thời đà là cái gì nữa À, thì em sẽ nói luôn cho anh chị tôi đã bùng nổ theo đà là một lý thuyết của william o'neil à, william o'neil là một trong những nhà đầu cơ rất là có tiếng ở trên thị trường à, và ông cho rằng là sau những cái đoạn điều chỉnh hoặc là sau những cái xu hướng giảm đau trên của thị trường à, thì Vindex cần có một phiên bùng nổ theo đà à, để xác nhận xu hướng và khi đó cái dòng tiền đầu cơ nó sẽ bắt đầu tham gia vào thị trường à, thì cái phiên bùng nổ theo đà theo lý thuyết của ông đó, đó chính là kể từ cái ngày nỗ lực phục hồi đầu tiên à, từ phiên thứ tư cho đến phiên thứ 10 À, tức là à, sau khoảng 3 tới 4 phiên thị trường dằn co lên quanh cái vùng đáy và giá không thủng khỏi cái phiên nỗ lực phù hồi đầu tiên à, thì Vini có một phiên tăng đi kèm với thanh khoản cao hơn so với phiên liền kề trước đó và đặc điểm của phiên tăng này thông thường à, đối với thị trường Việt Nam chúng ta à, cái mức độ tăng nó sẽ nằm đâu đó khoảng tầm là từ 1 đến 2% nhưng điểm chung là nó có sự lan tỏa và dòng tiền tức là hầu hết các nhóm ngành À, đều tăng điểm ở trong ngày hôm đó thì tất cả phiên ngày hôm nay á, nó có hai yếu tố mà chúng ta cần lưu ý yếu tố đầu tiên là phiên ngày hôm nay chỉ là phiên thứ ba à, tính từ cái nỗ lực phục hồi đầu tiên thôi đây cái nỗ lực phục hồi đầu tiên là phiên ngày hôm bốn tháng 10 đúng không là cái phiên điểm thấp nhất mình trả về Đấy, là cái mốc là một sáu đó thì phiên này là phiên số 2 và phiên này là phiên số 3 vậy thực tế phiên ngày hôm nay tính ra thì nó vẫn chưa phải là phiên nằm trong cái giai đoạn mà có thể tạo ra phiên bùng nổ thôi đà Thật ra thì mình sẽ không áp dụng cái lý thuyết suông đâu Nhưng mà lý do vì sao mà ông O'Neill Ông cho rằng là nó nên nằm trong phiên thứ tư và phiên thứ 10 ấy, Là bởi vì đối với ông Nó vẫn sẽ cần một thời gian Tức là bốn cái giai đoạn đầu bốn cái phiên đầu tiên là bốn cái phiên để nó có thể hình thành được cái vùng đáy Thì thật ra nó cũng không khác lắm So với bốn cái giai đoạn tạo đáy mà chúng ta đã phân tích trước đó đâu bốn cái phase tạo đáy mà chúng ta đã phân tích trước đó đó Thì nó cũng nằm nằm tương tương tương, tự như vậy thôi À, nó chỉ có cái là ông cho rằng là sao cái quá trình nó diễn ra rồi thì nó cần có một cái phiên bùng nổ kèm volume tăng trở lại thôi thì ông nói ông gọi cái phiên đó là phiên bùng nổ thôi đà à, và theo ông á, thì sau khi xuất hiện phiên đó thì khả năng mà thị trường tăng điểm tiếp là rất cao à, cho đến 70% mươi à, bảy thị trường vẫn tăng điểm tiếp à, và vẫn có 30% là những phiên bùng nổ thôi đà sẽ là thất bại đấy thì mình nói là lý thuyết đó là của William Bonnell thì thật ra là những cái mà chúng ta đã phân tích dựa vào diễn biến quá khứ à nó vẫn xem xem như vậy có thể nó không giống một trăm phần trăm À, chúng ta không nói rằng là nó bốn năm phiên tạo đáy mà nó là một cái giai đoạn một cái quá trình nhưng mà ở trong cái quá trình đó mình chia ra làm bốn giai đoạn tức là có thể bốn giai đoạn đó, nó không gồm là bốn phiên nó có thể là năm phiên hoặc sáu phiên nhưng miễn sao cái tính chất của nó về mặt tâm lý là như nhau ví dụ đầu tiên là nhịp cao À, một cái nhịp kích hoạt lực bán à, cho thấy nhà đầu tư bắt đầu bi quan hoảng loạn đặc biệt là có những cái cổ phiếu giảm sàn à, là bởi vì khi đó nhà đầu tư đã bắt đầu bán bất chấp à, và không Nên nay là người ta bán ra à, người ta không căng keo về giá nữa à, mặc dù là giá cổ phiếu đang ở mức sàn đó là cái đầu tiên mình thấy đúng không là rõ ràng mình đã có được nó ở trong cái phiên ngày 3 tháng 10 rồi sau đó à, là một phiên mà có bắt đầu có lực cầu tham gia trở lại năm nay là cái lực cầu này là cái lực cầu tham gia bắt đáy đó nhưng mà mình phải xem xem là cầu này là cầu của tổ chức hay là cá nhân là bởi vì hầu hết nhà đầu tư sẽ đều không dám mua sớm ở cái phiên bật lợi đầu tiên đó nên cái lực cầu đó khả năng rất cao là sẽ đến từ tổ chức à, và cái giai đoạn số 3 là giai đoạn test lại cung đúng không kiểm tra lại cung của cái nhịp cao trào trước đó thì chính xác cái nhịp cao trào của mình đó chính là cái vùng đâu đó khoảng tầm là một 100. Thực ra đúng nha Thì nó sẽ là quanh 1117 đó Là cái phiên cái phiên mà gọi là cao trào bán đầu tiên đó à, Nhưng mà cái mốc thấp nhất Ngày hôm trước mình chạm về Lên quanh khoảng tầm là 1106 Thì mình sẽ xem phiên 1106 Là cái nỗ lực phù hợp đầu tiên đó Đấy Thì mình đã test lại cái lực cung của ngày hôm đó à, Bằng cái phiên ngày hôm nay nè Chính là phiên ngày hôm nay Khi mình chạm về sát cái mốc là 1107 Và mình bật trở lại À mình sẽ xem cái đồ thị Khung giờ nhỏ hơn Mình thấy nó sẽ dễ dàng hơn á Đây À đây anh chị theo đây nếu chúng ta nhìn cái đồ thị giờ và nếu mà chúng ta muốn gọi là kỹ càng hơn nữa thì anh chị mở cái đồ thị phút lên anh chị thấy rất là rõ từng cái phay từng cái phay như vậy nha đây anh chị theo cái phay đầu tiên là cái phay bán tháo nè đúng không kích hoạt cái lực bán nè volume rất là to à, đa phần những cái lệnh bán xuống đều là những lệnh bán volume rất là to thì ra là phay số 1 của mình đúng không đây số 1 nè cơ bản là thật ra chúng ta đang dựa vào cái gì chúng ta đang dựa vào những cái yếu tố ở trong quá khứ à, và trong quá khứ này chúng ta đúc kết ra được à, cái cách mà chúng ta nhìn nhận rằng cái xác suất thị trường nó có thể bull lên ở những giai đoạn như thế này Đấy thì mình đánh giá đây là giai đoạn số 2 đúng không? Là số 2 là giai đoạn gì anh chị nhớ không? Là giai đoạn mà chúng ta hấp tụ lại cung. Thì thật ra gần đây thì em cũng đi xem những cái diễn đàn thì người ta bắt đầu nhắc tới bốn cái giai đoạn này khá là nhiều. thì nếu anh chị nào mà xem kênh thì thật ra là mình nói rất là lâu về cái vấn đề này rồi. À, và chúng ta không có cái tên gọi cụ thể cho nó là bởi vì bản chất nó là cái gì nó là cái đặc tính tâm lý. À, nó có thể diễn ra không giống 100% nhưng về cơ bản là thông thường nó sẽ hơi giống. À, nó sẽ hơi giống. Tức là nó sẽ lặp đi lặp lại một cái trạng thái tâm lý thông thường là như vậy. Đấy thì mình đang ở đâu? Mình đang ở phase số 4 thì phải 4 bốn ngày hôm trước em có nói với anh chị là gì là nó sẽ cần một cái phiên à, thông thường đi với một cái gáp đẹp nhất đó thì rất là nhiều anh chị mình đang trong đợi và cái việc thứ hai chúng ta mở gáp up đúng không à, với một cái gáp à, để nó xác nhận rằng là nó confirm nó hấp tụ lại hoàn toàn cái lượng cung ở ba cái phase trước đó thì xem như là mình hoàn thành cái mẫu hình tạo đáy ngắn đấy thì bây giờ chúng ta cứ follow cái diễn biến ngày thứ hai tuần tới à, để mình xem cái bốn um, cái phase mà chúng ta đã theo dõi lần phèo ở đây nè nó là phèo một lần ở đây anh chị nhau nó thiếu một cái gì ngày hôm đó nó có mở gáp up luôn nhưng mà nó thiếu cầu à nó thiếu cầu và cái bài toán em nói với anh chị bây giờ vẫn là bài toán về cầu thôi à, thật ra cung đã test lại rất nhiều lần rồi anh chị cứ nhìn cái chạc 5 phút ở đây anh chị thấy được cái lực bán ra ở buổi chiều ngày hôm nay là cực kỳ thấp đặc biệt là buổi sáng ví dụ ngày hôm qua đấy, ngày 6 tháng 10 đúng không sáng ngày hôm nay nó có bull lên nó test lại nó quay về sát cái mức là 1006 thì thấy cái lực cung đã giảm đi rất nhiều so với lại cái nhịp trước đó khi mà nó chạm về 1006 đây thì mình cũng thấy được là rõ ràng là cái lực cung đã giảm đi rồi nhưng câu chuyện chính là cầu này anh chị thấy không cầu nó đang bắt đầu có volume tăng dần thì bây giờ câu hỏi em đặt ra là bây giờ liệu rằng khi nó quay về 1132 ngày thứ hai tuần tới nè, nó về đây một lần nữa nè, thì liệu rằng cái lượng cung ở đây nè, à, nó có chủ động hấp tụ được hay không? À, nó có đủ sức để qua được hay không? Và nếu đủ sức có hấp tụ được cái lượng cung ở đây thì khả năng rất cao chúng ta sẽ tiếp diễn cái đà phục hồi. À, và chúng ta sẽ cần chú ý cái gì? Như nãy em nói rồi, thật ra thì cái quá trình phục hồi ở đây á, sau một cái giai đoạn giảm mạnh á, thì quan trọng là cái điểm đến đúng không cái điểm đến thì mình biết được là mình trading được tới đâu ví dụ như bây giờ mình mua có lt cộng đi thì nó là một vấn đề à, nhưng mà khi nào mình nên bán thì có hai cái mốc mà anh chị nên chú ý cho em thôi à, cái mốc đầu tiên đó chính là cái gap down ở đây à, cái gap down lên quanh cái ngưỡng tầm một nghìn và cái mốc số 2 là gap down ở đây gấp uh, gap down lên quanh cái ngưỡng tầm 1198 à, cho tới 1210 đấy thì nếu anh chị nào mà có theo dõi kênh của em thì em có từng vẽ ra cho anh chị cái kịch bản trong ngắn hạn của Vindex đúng không đây có nói cái vùng mà chúng ta sẽ cân nhắc bắt đáy à, và tham gia là đâu là 1087 cho tới 1118 ấy thì thị trường nó đã về tới cái vùng này thì bắt đầu cái lực cầu nó cũng đã tham gia rồi. Và cái nhịp hồi lên đó, chúng ta kỳ vọng nó về đâu à, là cái vùng lanh quanh ngưỡng tầm là 1198 cho tới 1200. Vậy tức là sau một cái đoạn giảm điểm vừa rồi, cái khả năng mà thị trường nó có thể đi lên luôn về cái vùng đỉnh cũ 1250 là không cao. À, và chúng ta cũng chưa chắc được rằng sau cái nhịp tạo đáy này Vindex có thể đi lên vượt qua cái ngưỡng 1200 hay không đó là cái mà đầu tiên mình sẽ xác định là bởi vì chúng ta đang gặp một cái vùng cản rất mạnh ở 1.200 điểm tại sao em lại nói 1.200 điểm và cái cản rất mạnh là bởi vì anh chị nhìn vào cho em cái gap mở ra ở cái phiên ngày hôm 22 tháng 9 này anh chị để ý đặc điểm đầu tiên của cái gap là gì là nó có đuôi nến và nó có volume rất to vậy đồng nghĩa với việc là cái gap này được mở ra với một cái sự hoảng loạn ngay từ đầu ngày và có một cái lượng cầu bắt đáy rất lớn ở trong phiên ngày hôm đó thì nó mới tạo ra một cái đuôi nến như vậy anh chị thao nó có một cái lượng cầu bắt đáy rất lớn ở trong phiên ngày hôm đó à, thì rõ ràng sau cái phiên bắt đáy đó thì cái lượng hàng về ngay là tức bị lỗ ít nhất là hai cây hai cây sàn rất là nhiều cổ phiếu bị giảm hai cây sàn sau phiên giảm ba phần trăm và kế tiếp là một phiên giảm đóng thấp nhất ngày nữa à, khi mà buổi chiều hàng về đó thì kết hợp cái yếu tố này đồng nghĩa việc là cái lượng kẹp hàng lên quanh cái mốc là một nghìn một trăm chín mươi cho tới một nghìn hai trăm là cực kỳ lớn à, thì đó là lý do vì sao mà em nói với anh chị là cái nhịp bull lên này chúng ta sẽ gặp cái cản đó là cản dày còn thật ra cái cản lên quanh cái vùng một nghìn một trăm năm mươi thì em nghĩ là nó sẽ không không quá mạnh mà nếu chúng ta test được thành công cái vùng đá ở đây thì xác suất chúng ta vượt qua đó rất là cao nhưng cái mốc mà chúng ta đáng quan tâm sẽ là cái mốc 1195 trở tới 1200 hãy lanh quanh cái gáp đó à, thì đó sẽ là cái tái gạch của cái nhịp bull lần này nếu thứ hai tuần sau chúng ta có một cái nhịp confirm cái mẫu hình tạo đáy của mình đấy à, thì xem như là mình à, mình à, vượt qua được cái 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 cơn cái cơn bỉ cực ở cái nhịp vừa rồi à, và cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư thì em biết là anh chị cũng đã gọi là à, được À, giải thỏa một phần à, về cáp lực tâm lý là bởi vì cáp lực tâm lý ở trong giai đoạn vừa rồi là cực kỳ lớn nếu anh chị nào mà dùng machine hay là tới với tỷ lệ cao Ê, thì đó là lý do vì sao mà em nói với anh chị là chúng ta sẽ update từng phiên từng phiên từng phiên một về viên ở giai đoạn này để anh chị mình có một cái kịch bản à, và chúng ta có thể xử lý theo kịch bản đó một cách tốt nhất Ê, thì cả nhà em vẫn đánh giá đây là một cái vùng mà đáng tin cậy à, để chúng ta có thể đặt cược được tức là cái xác suất tại cái vùng này mà khả năng vini bật lên khá là cao ở trong cái biên độ khoảng tầm 1087 cho tới 1118 rồi thì đó là về cái diễn biến kịch bản của thị trường và cái diễn biến mà chúng ta sẽ kỳ vọng ở trong tuần sau à mà em update thêm cho những anh chị nào mà mới xem video này lần đầu còn nếu anh chị nào mà đã xem kênh của em nhiều thì chúng ta đã follow cái này từ đầu tuần trước rồi ha từ đầu tuần trước rồi rồi đó là cái đầu tiên mà em muốn chia sẻ ở trong cái video ngày hôm nay à, thì anh chị chú ý thêm cái đó thì một tí nữa ở cái phần cuối video thì mình sẽ đi qua về các cái mạng cổ phiếu mà chúng ta nên cân nhắc tham gia à, những cái nhóm ngành nào mà chúng ta nên cân nhắc tham gia ở cái nhiều phục hồi lần này à, và tất nhiên anh chị cũng phải để cho em một yếu tố nữa mà em muốn nói đó chính là cái sức mạnh À, cái sức mạnh cổ phiếu thật ra nó đã thể hiện thông qua cái đợt điều chỉnh lần này à, và anh chị cứ nhớ là tại sao em là nói rằng Vini nó sẽ khó lên được cái vùng 1250 là bởi vì cái quá trình điều chỉnh cái biên độ điều chỉnh của Vindex nó đâu đó đã rơi vào khoảng 13 phần trăm đúng không chúng ta kéo từ cái đỉnh cổ xuống đi ha thì nó khoảng tầm 12 phần trăm 12 phần trăm thì xong cái đợt điều chỉnh như vậy thì chắc chắn cái lượng kẹp hàng ở phía trên là rất nhiều thì các cổ phiếu cũng như vậy đúng không các cổ phiếu cũng giống như Vindex thôi nhưng em nói tại sao cái vùng 1.200 là cái lượng kẹp hàng nhiều thì em giải thích rồi là bởi vì cái lượng cầu bắt đáy đó nhiều và nó khi mà hàng về nó bị lỗ, thì với cái lượng hàng về bị lỗ như vậy, thì đa phần một số nhà đầu tư người ta sẽ không bán ra và người ta sẽ có xu hướng nắm giữ. thì với một cái lượng nhà đầu tư đang kẹp hàng xung quanh đó, thì chắc chắn khi mà về cái vùng đó thì cái áp lực à, cung bán ra nó sẽ nhiều hơn. đấy. À, nhưng mà chúng ta chú ý đối với các cổ phiếu thì cũng như vậy thôi. các cổ phiếu nào mà cái quá trình điều chỉnh ở cái gì vừa rồi, em giả sử như con Nova đi, anh nhìn thấy đó này cái cách mà Nova nó rớt không? nó rớt là gì? là nó giảm, sau đó đi ngang, giảm đi ngang, giảm đi ngang đúng không? thì với cái cách rớt như thế này thì cái khả năng cái lượng kẹp hàng của Nova là cực kỳ lớn thì đoạn sau chắc chắn Nova sẽ là một trong những cổ phiếu rất là khó để phục hồi đi lên. Mà nếu có phục hồi thì em nghĩ là khả năng nó chỉ về được khoảng tầm giá 15 chấm ít cho tới 16 thôi. Lanh quanh đó để cân lại thôi. Còn cơ bản là ở phía trên là lượng cung nó quá lớn. Vì tức là ở đây không phải thị trường nó tạo đáy hay là thị trường nó bật lên được. À, 1.200 thì cổ phiếu nào anh chị mua có lãi Anh chị chú ý gì về em cái đó. Anh chị chú ý cho em chúng ta tập nên tập trung vào những cổ phiếu thứ nhất là có độ beta cao. Tức là cái sự biến động tương quan với thị trường cao. Cái thứ hai là những cổ phiếu mà có cái mức điều chỉnh ở trong cái nhịp vừa rồi. Càng ít càng tốt À, càng ít càng tốt là bởi vì nếu anh chị điều chỉnh càng ít thì tức là anh chị có lượng kẹp hàng ít đúng không anh chị có cái lượng kẹp hàng ít à, đó là cái mà mà anh chị nên lưu ý cho em bởi vì khi đó cái quá trình mà chúng ta bật lên sẽ rất là dễ ở đằng sau à, rất là dễ ở đằng sau và thậm chí ở giai đoạn này nha mặc dù vindex có thể sẽ không về được một ngày hai sớm nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để hấp thụ cung ở cái vùng phía trên đó nhưng mà sẽ có nhiều cổ phiếu có thể vượt được cái vùng đỉnh cũ trước đó của nó à nếu mà giai đoạn vừa rồi nó đã hứng hết lượng cung bán ra rồi anh chị thấy là ở giai đoạn vừa rồi sẽ có rất nhiều cổ phiếu neo được giá tốt và nó đã hấp thụ hết cái lượng cung bán ra thì trong trường hợp khi mà Vini bật lạm phát thôi thì nó sẽ không có lý do gì để nó không vượt cái vùng đỉnh cũ của nó để nó kích hoạt cái lượng cung ép cái lượng cung ép cái lượng cầu à, mua lên ở cái vùng giá cao hơn tức là ép nhà tư FOMO tham gia vào Đấy, thì đó là cái đặc điểm mà chúng ta nên lưu ý thì mình cũng sẽ nên tập trung vào những cổ phiếu như thế à, là bởi vì mình biết được là ở trong cái nhịp giảm điểm vừa rồi à, mà nó vẫn chấp nhận giữ giá thì khả năng nếu mà thị trường nó có linh sinh linh sinh ở đây một giai đoạn thì các cổ phiếu đó nó vẫn sẽ neo giá tốt thôi À, thì anh chị lưu ý cho em cái điểm đó. Đầu tiên ha, đó chính là câu chuyện về cái mức độ chiết khấu của các cổ phiếu so với thị trường là như thế nào. Đấy, thì mình hoàn toàn có thể kẻ một cái nếu anh chị nào mà dùng file anh chị có thể dùng cái này nè. Em thấy khá là hay nè, ví dụ như ta vào đây. Vào đây đúng không? Ngày hôm trước em có chỉ cho anh chị một cái skill bắt đáy rồi. À đây cái kịch bản ngày hôm trước mình đưa ra nè. Bật lên, sau đó về một, uh, một nghìn hai test lại rồi sau đó đi lên tiếp một lần nữa thì thật ra đây là cái kịch bản mà em đã vẽ từ đó là em nhớ là từ đây là đâu đây, đâu ở phía trên này nè. Đây thì em có vẽ là cái vùng mà chúng ta cỡ nhắc bắt đáy lại phía dưới này thì nhìn chung là mình sẽ nói về à, mình cái này mình nói rồi ha thì anh chị follow thêm uh, cái những cái video tới thôi à, mình cũng sẽ update liên tục Đây em nói với anh chị về cái uh, cái mức độ chiết khấu này anh chị có thể dùng một cái này anh chị vào đây ha anh chị dùng cái uh, biểu đồ mà đường uh, đây đường thẳng để mình nhìn cho dễ cái biến động giá đúng không sau đó mình add cổ phiếu vào ví dụ bây giờ em muốn so Vindex với Novaland thì mình bấm vào đây à, sau đó mình chọn Nova Đấy, thì mình thấy được con nào nó yếu hơn con nào ngay là tức luôn đây, ví dụ trong cái nhịp vừa rồi mình thấy được chỉ trong cái giai đoạn vừa rồi thôi đúng không? Đây Vindex giảm bao nhiêu phần trăm? Từ cái ngày như đây nè, Vindex giảm 7% rồi con này giảm 21% chẳng hạn vậy. Tức là nó so với cái cái tính tương quan. Đấy thì mình sẽ biết ngay là tức là con nào yếu hơn con nào. Đây, và là giữ giá như thế nào. Cái giai đoạn rồi có những cổ phiếu neo giá rất là tốt thì mình nói rồi đúng không? Những cái nhóm cổ phiếu như là uh, cảng biển ở giai đoạn vừa rồi là giữ giá tốt thì mình không nói rồi. Ví dụ khu công nghiệp đoạn rồi mà có một số những cổ phiếu vậy như IDC nó vẫn neo được ở cái vùng phía trên nó có sự phân kỳ. Nên là nó có sự phân kỳ tức là cái giá của nó tăng trong cái bối cảnh mà thị trường giảm. Uh ví dụ như thế thì những cổ phiếu này cái lượng kẹp hàng nó sẽ ít và cái khả năng mà nó tăng được điểm mạnh ở giai đoạn sau là khá là cao đấy thì anh chị lưu ý cho em cái đó thôi đó là cái đầu tiên cái số 2 đó, là em muốn nói với anh chị về cái ngày hôm trước em đã chia sẻ với anh chị một lần rồi đó chính là chúng ta lựa chọn những cổ phiếu mà nó có cái gì nó có cái vùng cầu dày đấy chị còn nhớ cái chiêu này của mình không hai thì nếu anh chị nào mà nhớ cái chiêu này thì chắc chắn anh chị cũng sẽ không có bị bán hớt ví dụ như em nói là những cái mã như dg này ngày hôm trước em nói với anh chị dg là ở đâu có phải là quanh 21 không anh chị thấy ngay là tức ngày hôm nay khi mà chạm về 21 là có cầu vào tham gia không? Đấy, đó là những cái điểm tựa mà mình thấy được là à ít nhất mình biết được là tại vùng đó cái lượng cầu nó tốt Ê, thì cái xác suất mình tham gia ở đó mình lỗ là cũng không cao hoặc là nếu mà có lỗ thì kiểu gì tức là nếu mình có bắt đáy á, thì cái lượng hàng khi mà hàng về thì khả năng mình mình không bị lỗ là cao à, còn giai đoạn sau đó nếu mà linh sinh linh sinh một thời gian hay thậm chí là mình thấy một số những cái dấu hiệu như là cổ phiếu tạo điểm mua giá rẻ chẳng hạn vậy thì có thể khi đó mình sẽ cân nhắc mình bán ra còn rõ ràng mình thấy được cái việc chúng ta bay và chúng ta tìm ra được cái vùng cầu dày của cổ phiếu sẽ giúp cho mình tự tin hơn rất nhiều trong quá trình mình tham gia đầu tư hay là KDH cũng vậy này À, cái đáng anh chị thấy cái mốc ngày hôm trước mình nói là bao nhiêu anh chị nhớ không 27.5 đúng không thì ngày hôm nay cái mốc thấp nhất mà nó chạm về là bao nhiêu là 27.2 rồi sau đó cuối ngày nó kéo ngược lại 29.5 đấy thì mình thấy được cái sức mạnh của cái vùng cầu dày chưa đây không phải tự nhiên mà em share cho anh chị cái skill này là bởi vì đó là một cái skill mà em đã từng áp dụng khá là lâu và em cảm thấy cái sự hiệu quả nó tốt à, hay là anh chị thấy được là có nhiều cổ phiếu thậm chí là VND cũng vậy VND cái vùng cầu dày ngày hôm trước là bao nhiêu đây anh chị thấy lên quanh cái ngưỡng đâu đó khoảng tầm giá 20.5 đúng không đây 20.35 cái mốc volume cao nhất này đấy thì anh chị thấy khi nó về cái vùng volume lớn này thì cái lượng cầu tham gia nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. đấy thì tương tự như vậy đối với các cổ phiếu khác thì mình cũng có thể áp dụng cái điều đó để mình biết được cái vùng cầu dày của nó và mình cũng sẽ tránh những cổ phiếu mà nó cách quá xa những cái vùng hỗ trợ mạnh. là bởi vì nếu mà nó càng xa cái vùng hỗ trợ mạnh thì thật ra mình sẽ rất là khó để đoán được là nó thực sự có lực cầu hấp thụ quanh nó hay không luôn. Đấy nên anh chị chú ý thêm cái đó cho em thì đó là hai cái yếu tố mà em muốn nhấn mạnh đối với những anh chị nào mà đang có nhu cầu mua mới ở thời điểm này. đấy, hai đặc trưng. À, của các cổ phiếu về diễn biến giá về kỹ thuật đó để cho anh chị biết được là ông nào khỏe ông nào yếu đó từ đó mình lựa chọn mình tham gia là bởi vì đoạn này không phải là mình tham gia là có ăn đâu nha có nhiều con anh chị mua đoạn này mà thị trường bật nó vẫn không ăn được đâu à, đặc biệt là những cái mã mà đã chỉnh mạnh như nhịp vừa rồi đấy anh chị mà vào vào sớm quá đấy thậm chí là anh chị có thể bị bị lỗ tiếp luôn á là bởi vì cái lượng kèm hàng nó quá lớn mà nó sẽ ép tiếp à, nó sẽ ép tiếp cho nhau từ cá nhân nhảy ra luôn đấy, thì anh chị chú ý cái đó giùm em nha đấy không phải tự nhiên mà mình chia sẻ những cái skill như vậy để cho anh chị tránh được những cái đoạn mà tránh được những cái 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 cổ phiếu mà nó yếu đâu bởi vì thật ra à, chúng ta nếu anh chị nào mà đã chủ động được ở trong cái nhịp vừa rồi chúng ta đã có một lợi thế cực kỳ lớn là mình mình đang có sự chủ động so với thị trường mình không có bị am tài khoản à hoặc là mình đang có một cái sức mua dồi dào mặc dù là tài khoản mình năm nhưng mà có sức mua và tức là cái sự chủ động của mình là cực kỳ lớn vậy khi đó mình hoàn toàn có thể linh hoạt mua bán cổ phiếu ở thời điểm này à, mình sẽ chủ động hơn rất nhiều so với như anh chị nào mà sức mua hiện tại đang căng cứng và chúng ta đang trông chờ vào việc thị trường nó sẽ hồi lên thì anh chị lưu ý cho em cái điểm đó nữa. bởi vì nếu mà chúng ta cứ trông chờ là thị trường hồi lên thì đôi khi nó không đi theo kỳ vọng của mình và khi đó mình sẽ rất là khó chịu. À, và chúng ta cứ bám theo cái niềm tin đó thì rất là dễ bị lỗ mạnh hơn, lỗ ngược ở giai đoạn sau. Đấy, còn nếu mà chúng ta chủ động được ở đoạn này thì đã chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn nhưng mà mình vẫn sẽ ưu tiên cái sự lựa chọn nào là tối ưu nhất, à, tối ưu nhất là bởi vì khi đó cái mức phục hồi của những cổ phiếu đó sẽ là mạnh nhất, à, sẽ là mạnh nhất. Đó, thì anh chị để cái đó giùm em ha. rồi đó là với việc mà chúng ta nên lựa chọn cổ phiếu như thế nào để tham gia ở giai đoạn này rồi à, nhìn chung thì về mặt tổng thể à, đối với em à, hiện tại thị trường chúng ta vẫn đang có một cái quá trình retest lại đáy khá là tốt à, và chúng ta vẫn sẽ cùng follow cái quá trình là cầu nó có liệu có chấp nhận ăn lên cái vùng giá cao hay không là bởi vì ngày hôm trước em cũng từng nói với anh chị rồi cái việc mà chúng ta về 1.100 hay 1.106 mà chúng ta bật lên nó rất là bình thường nó bình thường là bởi vì đơn giản là đó là vùng hỗ trợ tâm lý và chúng ta đã giảm một cái nhịp từ 1.250 về đây tức là cái mức chiết khấu nó cũng đã hơn 10% rồi nên chúng ta có bật lên được ba bốn phần trăm cũng rất là bình thường thôi thế nhưng câu chuyện ở đây là câu chuyện là liệu rằng á, cái việc bật lại đó cái việc mà nó cân bằng lại ở đó thì nó có tiếp tục đi lên tức là cầu nó có chấp nhận ăn lên giá cao hay không Để thì cái mấu chốt nó sẽ nằm ở cái phase số bốn cái phay số 4 chứ nó không chỉ thuần là ba cái phay đầu tiên nhưng ba cái phay đầu tiên sẽ là điều kiện cần để cái phay số 4 có thể xuất hiện được đấy thì đó là lý do vì sao mà chúng ta phải follow từng phay từng phay như vậy thì còn thể ra nếu mà không thì cứ chờ một cái phiên bật, bật lên bùng nổ lên chẳng hạn vậy mà tham gia vào thì đôi khi nó rất là dễ dính như cái nhịp buôn tráp tức là nếu mà tự nhiên nó đang giảm nó bùng nó một cái volume to vào anh chị rất là dễ dính như cái nhịp đó là nhịp buôn tráp nhưng nếu nó có đủ được cả bốn giai đoạn à, và ba cái giai đoạn kiểm tra lại cung và cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn xác nhận cầu đã tham gia vào rồi thì cái xác suất mà mình đúng nó sẽ cao hơn à cái xác suất mà mình đúng nó sẽ cao hơn. À và trong thời điểm hiện tại à, mặc dù anh chị tham gia bất kỳ cái nhóm ngành nào đi chăng nữa, đấy thì em vẫn nên dành lời khuyên cho mọi người đó chính là chúng ta vẫn phải nhớ những cái quy tắc mà em đã từng chia sẻ với anh chị và quan trọng nhất vẫn là cái việc mà chúng ta phải cân đối được cái tỷ lệ lợi nhuận và cái tỷ lệ rủi ro khi mà chúng ta tham gia đầu tư. Tức là trước khi anh chị bắt đầu một cái vị thế nào, anh chị phải xác định được trước cái mức lỗ mà anh chị có thể chấp nhận cho cái lệnh đó. À, và cái mức lợi nhuận mà anh chị kỳ vọng cho cái lệnh đó để chúng ta tham gia chứ không phải là chúng ta cứ nhắm mắt mua rồi sau đó gì à, lỡ bị lỗ phát là cứ hâu luôn à, lỡ lỗ phát là hâu luôn không chịu bán ra thì mình lại rất dễ dính vào những cái bẫy tâm lý đó và cái mức lỗ nó sẽ thường càng ngày càng lớn lên à, nên chị lưu ý cái đó giùm em tức là cái cái kế hoạch trước khi vào vị thế mình phải đưa ra sẵn ở trong đầu à, còn nếu mình sợ mình quên thì mình phải ghi ra ở đâu đó để mình biết được là à nếu mà nó đi theo kịch bản này thì mình sẽ như thế này nếu mà nó đi theo kịch bản kia thì mình sẽ đi như thế kia chứ mình không có gọi là vào mua phát lỗ xong cái gồng hay ngược lại là bây giờ tự nhiên à, vào mua sát nó nhảy nó mới rung lắc một và hai phần trăm là mình bắt đầu rớt mình bán hàng ra chẳng hạn vậy thì mình nên có cái plan từ ban đầu và mình cứ follow sát theo cái plan đó để tránh những cái ảnh hưởng chung về tâm lý ha rồi thì anh chị lưu ý cho em cái điểm đó thôi à, về diễn biến của thị trường hiện tại À, thì em cũng chia sẻ thêm về cái kỳ vọng của em thật ra đối với em giai đoạn hiện tại á thì nó cũng sẽ có một số những cái nhóm ngành mà em đánh giá cao ở cái giai đoạn cuối năm này và em nghĩ là khả năng cái dòng tiền nó sẽ tiếp tục thu hút được ở với những cổ phiếu đó à, thì anh chị chú ý giùm em á thì đầu tiên em nghĩ là sẽ là cái nhóm đầu tư công lý do mà em đang quan tâm nhiều hơn tới cái nhóm ai sẽ nói về cái nhóm băng chứng thép trước à, đối với cái nhóm ngân hàng á, thì hiện tại em nghĩ là khả năng từ đây tới cái, cái cái đợt công bố kết quả kinh doanh quý 3 đó thì khả năng là nhóm này vẫn có kết quả kinh doanh tốt à, một phần là bởi vì nhóm này thật ra là nhóm ít bị hít nhất ít bị gọi là tác động nhất ở trong cái bối cảnh chung của thị trường hiện tại luôn tức là nó vẫn duy trì hoạt động kinh doanh xuyên suốt À, và khá là tốt ở trong cái giai đoạn vừa rồi nên nhóm này vẫn sẽ là nhóm mà em nghĩ là cái dòng tiền từ kết quả kinh doanh nó sẽ là một phần nào đó để bổ trợ cho cái nhóm cổ phiếu này nó không có chỉnh sâu thôi tại ra nhóm này vẫn là một nhóm mà ẩn số ẩn số là bởi vì nhóm này trong suốt cái giai đoạn tăng của thị trường thì nhóm này vẫn chưa tăng nhiều à, mặc dù là nó nhìn chung thì thật ra nếu mà trong một cái xu hướng uptrend lớn thì chắc chắn cái sự tham gia của dòng tiền tham gia vào nhóm ngân hàng là sẽ có à, nhưng mà tạm thời thì vẫn chưa thấy điều đó à, mình chỉ thấy dòng tiền tập trung vào nhóm chứng khoán hoặc là nhóm bất động sản thôi còn nhóm ngân hàng thật ra là vẫn yếu so với mặt bằng chung của những cổ phiếu này đây thì ngày hôm nay đa phần những cổ phiếu đã tăng là tương đối tốt thì em nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái sự cân bằng và cái sự phân hóa nó sẽ đi theo cái kết quả kinh doanh quý bà ở trong dịp tới à, đối với nhóm chứng khoán thì đây vẫn sẽ là một nhóm mà mang tính leader à, thì tạm thời nhóm này đã có mức độ chiết khấu khá là dày so với lại à, những nhóm ngành khác ở trên thị trường lý do là bởi vì nó đã tăng mạnh trước đó thì nó cũng sẽ cần thời gian để nó hấp thụ lại cái lượng cung đó nên chắc chắn nhóm chứng khoán sẽ là một trong những nhóm mà nó sẽ mất nhiều thời gian hơn đối với những nhóm ngành khác À, bởi vì anh chị thấy được là cái mức độ điều chỉnh của nó sẽ rất khó là nó ít hơn so với thị trường à, là bởi vì luôn luôn nó sẽ đi trước thị trường một nhịp nên anh chị cũng lưu ý là tạm thời trong cái thế cân bằng à, thì anh chị cũng sẽ gì sẽ cân nhắc à, rất là kỹ cổ phiếu nào chúng ta nên lưu ý à, mua mới hay là mua thêm à, thì anh chị có thể dựa vào cái yếu tố mà gì là cái vùng hỗ trợ mạnh tìm cái vùng cầu dày như em nói đó tìm cái vùng cầu mạnh đó như lúc nãy em có chia sẻ đó à, để mình tham gia à, VND ở quanh tầm giá 19 chín tới 20 là một ví dụ chẳng hạn vậy rồi À, còn đối với lại nhóm bất động sản thì bất động sản tạm thời vẫn sẽ là một trong những nhóm cổ phiếu yếu thì hai cổ phiếu mà anh chị để cho em đó chính là Novaland và DSG. Tôi đang người ta đang quan tâm, tới Nova là bởi vì người ta lo ngại rằng Nova có thể có những cái rủi ro liên quan tới về thanh khoản đó nên người ta có những cái lo ngại nhất định là nếu mà Nova có vấn đề thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng lên toàn cái nhóm ngành bất động sản luôn. À, thì trước mắt thì mình vẫn sẽ chú ý tới cái xu hướng của Nova thì tạm thời ngày hôm nay nó cũng đã cân bằng trở lại. À, còn đối với lại những cổ phiếu khác như DSG, DEG đó vẫn sẽ là những cổ phiếu mà nhà đầu tư thường nhìn vào nhất. À, thì anh chị có thể chú ý cho em. À, mình vẫn có thể tập trung à, đối với lại nhóm chứng khoán hay là thép hay là bất động sản là ba cái nhóm cổ phiếu mà đã điều chỉnh mạnh ở trong cái nhịp vừa rồi đó à, thì mình sẽ ưu tiên mua mới khi nào khi mà nó về lại những cái vùng mà mà cầu dày mà trước đó chúng ta đã đo lường được thôi à, chứ mình sẽ không có mua đại trà ở thời điểm này và thậm chí là nếu mà giá đã tăng lên nhưng mà nó không phải ở những cái vùng cầu tốt thì em nghĩ cái xác suất mà nó giảm lại ở giai đoạn sau cũng khá là cao à, đó là quan điểm của em nếu ví dụ trong trường hợp bây giờ những cổ phiếu chứng khoán nó có buôn lên một hai phiên đi chăng nữa nhưng nếu cái nhịp cái vùng buôn của nó không phải là một cái vùng cầu dày thì khả năng nó giảm lại ở giai đoạn sau cũng rất là cao à, thì mình cũng chú ý là bởi vì cái lượng kẹp hàng của nhóm này là cực kỳ lớn nó lớn hơn rất nhiều so với những nhóm cổ phiếu khác là bởi vì trong cái nhịp tăng trước thì hầu như nó sẽ không có điều chỉnh à, thì mình chú ý cái đó ha rồi à, đối với lại nhóm à, những cái nhóm khác như là dầu khí hay là như hàng hóa mít cáp thì anh chị tập trung cho em về cái câu chuyện riêng của từng ngành À, nhưng mà từ đây tới cuối năm thì em vẫn đánh giá cao cái nhóm đầu tư công đầu tiên là lý do vì sao mà em nghĩ đầu tư công nó có thể hút tiền thì đơn giản là ngày hôm trước em từng kể cho anh chị cái bài toán về việc là liệu rằng bây giờ ngân hàng nhà nước mà muốn bơm tiền ra ngoài thị trường đó nếu mà không qua thông qua cái kênh mà lãi suất thấp à, từ các ngân hàng thương mại thì mình sẽ có một cái kênh đó chính là đầu tư công thôi đúng không à, và trong trường hợp nữa chị thấy là cái vấn đề chúng ta hiện tại vẫn gặp là câu chuyện mà lãi suất mà đã giảm rất thấp À, nhưng mà cái nhu cầu cho vay đẩy ra chưa có được nhiều, từ đó nó không có giúp cho thúc đẩy cái hoạt động sản xuất kinh doanh ở trong nền kinh tế. À, thì từ đây tới cuối năm chúng ta cũng phải cần để đáp ứng được cái tăng trưởng GDP theo kế hoạch ban đầu thì chắc chắn mình cũng phải thúc đẩy à, rất là nhiều những cái mảng, trong đó thì một trong những mảng có thể gọi là kích hoạt được cái tức là giúp cho GDP tăng trưởng tốt nhất đó chính là gì? Ở đầu tư công. À, đầu tư công. Anh chị có nhớ thời điểm 2020 không? Thời điểm đó thì Việt Nam mình muốn duy trì cái tăng trưởng GDP đó, thời điểm mà Covid đó thì Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công rất nhiều. À, tại vì trong cái công thức tính GDP của mình đó, nó có một cái công thức đó chính là chữ G. Nè anh chị nhớ cái công thức tính GDP của mình không? Em sẽ cho anh chị xem ha. À, C cộng đây, C cộng Y cộng G cộng X trừ M đó, là công thức tính GDP. Thì C ở đây là gì? À C ở đây chính là cái customer, à, đó chính là cái chi tiêu của cái hộ gia đình. À rồi Y đây là đầu tư. À, đầu tư đây là đầu tư các doanh nghiệp đầu tư vào vốn y tế vân vân à, rồi g đây là đầu tư của chính phủ ở đây là đầu tư doanh nghiệp ha đây là đầu tư của chính phủ à, ví dụ chính phủ họ chi tăng chi tiêu đầu tư công rồi à, tăng thu giảm chi thì nó là yếu tố về g còn x trường m ở đây chính là xuất khẩu trừ nhập khẩu đấy thì đây là công thức tổng của gdp thì anh chị thấy được là khi mà những yếu tố như c như y hay là x trường m họ không thể tác động thông qua được cái kênh lãi suất thì họ chỉ có thể đưa vào cái g là dễ nhất thôi à, đẩy cái g lên cao thì từ đó giúp gdp tăng lên cao thì G là đầu tư gì đầu tư công à, tác động vào đầu tư công à, và anh chị cũng thấy được rõ ràng cái cái Việt Nam nay chính phủ đang có cái hiệu suất giải ngân tốt hơn rất nhiều so với những năm trước à, đó là một trong những động thái mà mình có thể tập trung vào cái nhóm cổ phiếu này còn à, tất nhiên ở trong nhóm cổ phiếu này mình quan tâm cổ phiếu nào thì anh chị cũng sẽ cần theo dõi thêm những cái diễn biến về giá của nó à, nhưng mà đối với em thì thực ra là một số những cổ phiếu mà nhìn chung là nó neo giá được ở cái giai đoạn vừa rồi càng lâu càng tốt thôi à, ví dụ em thấy là một số những cổ phiếu thậm chí nó tạo đáy trước thị trường nó về những cái vùng hỗ trợ tốt ví dụ như con HT1 mà nó qua được cái vùng kháng cự tầm giá 14 này thì mình cũng có cân nhắc mà tham gia được chẳng hạn vậy à, nhưng mà tổng quan nhất thì vẫn là nhóm đầu tư công ha rồi cái thứ hai đó trên nhóm uh, khu công nghiệp à, đầu tư công thì có ai thì mình đi sơ qua cho anh chị xem nè đầu tư công mình có FCN à, FCN thì đang chủ động nếu mà FCN ăn được cái gap ở phía trên này lên quanh khoảng tầm giá 15.3 thì nó sẽ lên tiếp được cái vùng kháng cự trên khoảng tầm giá 16 nên nhưng mà những ông nào mà nó nhiều gap quá thì mình cũng nên lưu ý một xíu là bởi vì càng nhiều gap thì cái lượng cung nó sẽ càng dày thôi mình sẽ ưu tiên những cái ông mà nó có mức chiết khấu thấp nhất từ vùng đỉnh đó. đấy thì cái đó anh chị sẽ follow thêm ha rồi đó là cái đầu tiên là nhóm đầu tư công hay thậm chí như cái mà cổ phiếu trong ngành xây dựng ở đoạn vừa rồi nó cũng đang có mức thể hiện khá là tốt tiếp theo là cái nhóm mà à, khu công nghiệp khu công nghiệp thì lý do mình thích nhóm khu công nghiệp là bởi vì thật ra một phần là bởi vì ngày hôm qua ngày hôm trước mình thấy được cái sức mạnh của những cổ phiếu như là vgc hay là idc anh chị thấy được rõ ràng nó có sức mạnh giá rất tốt so với thị trường thậm chí những cổ phiếu này hầu như không chiết khấu từ vùng đỉnh nhiều đúng không nên cái lượng kẹp hàng của những cổ phiếu này là cực kỳ ít Đó là cái đoạn mình thấy được LHG cũng vậy à, Thì tiếp cũng vậy nha Đấy, Chị thấy được cái nhóm này có nhóm Gọi là cái nhóm có sức mạnh giá dự giá rất tốt à, Một số những cổ phiếu như SJC, KVC Hay là những cổ phiếu như D2D thì nó điều chỉnh mạnh hơn hay là GVR nhưng mà những cổ phiếu còn lại ở trong nhóm khu công nghiệp thì nó vẫn có sự chủ động giữ giá gì tức là hoàn toàn nó có thể tạo được cái sóng ngành ví dụ như cổ phiếu như là VGC mà vượt đỉnh thì kiểu gì cũng kéo tiền được vào những cổ phiếu như là KBC hay SSC đấy thì anh chị cũng chú ý cho cái nhóm khu công nghiệp và thêm một cái yếu tố nữa đó chính là thay ra thì mình cũng để ý về cái dòng vốn FDI à, FDI vẫn đang tham gia vào thị trường Việt Nam khá là hấp dẫn à, ví dụ như giai đoạn vừa rồi thì những doanh nghiệp như là Apple À, những doanh nghiệp lớn hay Samsung thì họ vẫn tham gia đầu tư tiếp tục vào Việt Nam em nghĩ đó vẫn sẽ là một trong những cái chủ trương sắp tới mà nhà nước à, cái việc mà nhà nước mở rộng ngoại giao á nó không thuần chỉ đơn giản là về mặt chính trị đâu à, mà nó còn đơn giản là về mặt kinh tế nữa bởi à, vì khi đó thì cái dòng vốn từ nước ngoài họ sẽ dễ dàng tham gia vào Việt Nam hơn à, và thêm một cái nữa đó chính là à, sắp tới à, thì Thủ tướng Tập cận bình à, thì sẽ có một cái chuyến thăm à, Việt Nam vào tháng 10, cuối tháng 10 năm nay à, nên đây cũng sẽ đây là cái tin mà à, Reuters vừa mới update 2 giờ trước thì em nghĩ đây cũng sẽ là một trong những yếu tố có thể thúc đẩy à, những cái à, thương mại à, của hai nước cũng như là cái à, dòng tiền đầu tư à, của các doanh nghiệp Trung Quốc à, vào Việt Nam. À, nên nó cũng giống giống cái kiểu mà của Tổng thống Biden giai đoạn vừa rồi thăm gia qua đó, đi qua đó. Thì đó cũng sẽ là một trong những yếu tố để thúc đẩy về cái nhu cầu à, của các khu công nghiệp đặc biệt là ở phía Bắc. À, đặc biệt là ở phía Bắc ha. Đây, phía Bắc thì mình có những doanh nghiệp à, như là KBC, như là VGC. Thì mình chú ý những cái mạng cổ phiếu mà có cái lượng quỹ đất lớn À, còn có thể tăng trưởng được rồi thì mình chú ý cho em những cái nhóm ngành như là à, đầu tư công khu công nghiệp Ê, và cuối cùng là cái nhóm mà em nghĩ vẫn là cái nhóm mà chúng ta đánh giá cao ở trong cái nhiệm vừa rồi mà cái nhóm dễ đánh nhất cái này cái nhóm hàng hóa hàng hóa ví dụ hàng hóa đang chị thấy nó đi nó rất là là, là giai đoạn vừa rồi nó rất là khá là biến động tương đối so với lại nó đi nó đi theo cái giá cả hàng hóa trên thế giới luôn ví dụ giá dầu hay à, thì giai đoạn gần đây giá dầu bắt đầu điều chỉnh thì bắt đầu những cổ phiếu dầu khí nó cũng điều chỉnh tương đối đúng không à, rồi giá đường giá ure giá đạm vật thì em nghĩ nhóm này vẫn là nhóm mà chúng ta nên theo dõi được là bởi vì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi thị trường nhiều đâu à, có thể những nhóm khác như là chứng khoán thép bất động sản thì cái lượng kẹp hàng nó sẽ nhiều nhưng mà đối với những cái nhóm hàng hóa thì cái lượng kẹp hàng đó em nghĩ nó sẽ cũng sẽ tương đối ít lý do là bởi vì nhà đầu tư người ta cũng sẽ mua bán theo những cái diễn biến về giá hàng hóa đó mà bên cạnh đó thì cái lượng cầu nó sẽ dễ dàng tham gia hơn đối với một cái nhóm ngành mà nó có câu chuyện riêng rõ ràng như là nhóm hàng hóa nên đó lý do vì sao mẹ vẫn đánh giá cao à, đối với nhóm hàng hóa thì anh chị cứ tập trung cho em vào cái mình cứ follow cái diễn biến giá của từng nhóm thôi cái từ đó mình cũng sẽ đưa ra được các cái quyết định đầu tư À, thì đó là những cái nhóm mà chúng ta nên quan tâm à, và không thể thiếu được hai cái đặc trưng về cổ phiếu mà em có nói với anh chị đó chính là cái mức độ chiết khấu để đo xem là cổ phiếu này nó có gì à, nó có đủ khỏe và cái lượng kẹp hẹn nào có nhiều hay không và cái thứ hai à, đó chính là việc chúng ta lựa chọn được những cái bùng cầu dày những cái bùng cầu mà có cái lượng volume theo bùng giá lớn đó, theo kỹ năng mà ngày em trước có chia sẻ với anh chị đó À, để từ đó mình có một cái điểm mua mà gọi là tốt à, và có thể gọi là an toàn là bởi vì thông thường à, nếu mà về những cái vùng đó bật lên mà nếu có quay ngược trở lại thì khả năng cũng sẽ có cầu đợi giá tiếp là bởi vì cái lượng cầu nó sẽ khá là khỏe. Đây thì mình chú ý cho em một số những cái đặc điểm đó nếu anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua mới hay là mua thêm vào cái giai đoạn này thì đó là những cái chia sẻ chính của em à, về cái kịch bản thị trường hay là về cái mã cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ anh chị nào hiện tại đang xem video của em à, nếu mà thấy hay thì đừng quên dành cho em một like nha. À, cái nút like của anh chị nó sẽ là động lực rất lớn để em tiếp tục duy trì à, làm những cái video ở trong giai đoạn tới à, cũng như là nó là cái động lực để em à, có thể ra thêm nhiều những cái video về kiến thức nữa ở trong à, có thể là trong tuần này cuối tuần này em sẽ làm một cái video về 10 cái quy tắc đầu tư à, mà em tâm đắc à, mà chúng ta có thể áp dụng vào à, trong cái quá trình đầu tư để khắc phục những cái sửa những cái gọi là những cái lỗi tâm lý những cái bẫy tâm lý à, và từ đó mình sẽ có một cái hiệu suất đầu tư tốt hơn Đấy. bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng để thông tin liên hệ là zalo và số điện thoại thì nếu anh chị nào hiện tại là đang gặp bế tắc trong quá trình đầu tư chúng ta đang gặp khó trong việc cơ cấu danh mục thì có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ anh chị mình ha rồi em có cái room zalo cộng đồng trên này thì anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để được hỗ trợ để có thể trao đổi chia sẻ nhiều hơn những cái vấn đề về thị trường thì cảm ơn chị rất là nhiều vì đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh À, cảm ơn anh chị và chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân và đặc biệt là hai ngày nghỉ cuối tuần ha à, vui vẻ à, tạm biệt mọi người